throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hà Nhận Đông sinh ngày 13 tháng 9 năm 1975, là nam diễn viên ca sĩ người Đài Loan. Anh sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Lúc còn đi học, Hà Nhận Đông rất mê thể thao và ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ. Anh từng là một thành viên xuất sắc trong đội bóng của trường. Học xong trường mỹ thuật tại Ontario tại Canada, Hà Nhận Đông xin về Hồng Kông lập nghiệp. Tình cờ một công ty địa đã phát hiện ra năng khiếu của anh, vậy là vận động viên bóng rổ tương lai rẽ sang con đường âm nhạc. Với chất giọng ấm áp, truyền cảm cùng ngoại hình đẹp, anh nhanh chóng trở thành một ca sĩ được giới trẻ yêu thích. Hà Nhận Đông đến với điện ảnh năm 1994 trong bộ phim đầu tiên Lương Chúc. Năm 1999, anh được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã với vai diễn trong phim Lời Nói Thật Lòng, đóng cùng Phạm Văn Phương. Tuy nhiên, phải chờ đến năm 2000, với vai La Tiểu Hổ trong bộ phim truyền hình Ngọa Hổ Tàng Long, anh mới được đông đảo khán giả biết đến. Cùng với Tô Hữu Bằng và Lâm Chí Dĩnh, tên tuổi của Hà Nhận Đông luôn là bảo chứng doanh thu cho những tác phẩm của anh tham gia. Không chỉ là một diễn viên, ca sĩ, anh còn là một người mẫu sáng giá được các nhà tạo mẫu ưa chuộng. Nói về mong ước của mình, anh cho biết, từ nhỏ tôi đã bộc lộ năng khiếu hội họa, nhưng do gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cộng thêm cha mẹ đặt kỳ vọng vào tôi sau này sẽ trở thành một bác sĩ, nên tôi phải tạm gác lại ước mơ của mình. Đến năm chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi lại quyết tâm theo đuổi mỹ thuật. Tôi tự mày mò học. Năm đầu, có khoảng 300 thí sinh thi, nhưng hơn 200 bị loại, trong đó có cả tôi. Năm thứ hai, tôi thi đỗ với số điểm được xếp hạng 3. Tôi còn mê chụp ảnh, không chỉ thường xuyên ghi lại những phong cảnh đẹp nơi mà tôi đi làm phim, mà còn làm phó nháy cho rất nhiều bạn diễn. Tôi không biết chút gì về diễn xuất, nhưng bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình, tôi đã tạo nên được một phong cách riêng. Tôi là một người có tham vọng. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một đạo diễn phim truyền hình.